Xin kính chào quý vị và các bạn. Do chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 18 đến 20 độ vĩ Bắc, kết hợp với rìa tây nam áp cao cận nhiệt đới, nên thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to, ngày trời nắng gián đoạn, nên nhiệt độ và độ ẩm các nơi trưa nay giảm nhẹ. Đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới nối với cơn bão số 2 có xu hướng nâng trục lên phía Bắc, nên thời tiết ở các nơi trong tỉnh phổ biến có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nên nhiệt độ giảm và độ ẩm tăng. Còn bây giờ, bản tin xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết ba vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Vùng đồi Trung Du, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Và vùng đồng bằng, trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, có nơi mưa rất to, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong ngưỡng từ 26 đến 31 độ. Cuối bản tin là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh 3 ngày tới.